Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cửa hàng Minh Audio Hà Đông giới thiệu đến các bác một lô mic của Mỹ xịn luôn, và là hàng chính hãng. Những loại mic này thì trên thị trường cũng có hàng nhái, hàng loại 2, loại 3, thì chất lượng nó sẽ không thể bằng những loại hàng xịn như các bác đang nhìn ở đây. Đây là thông tin cửa hàng, địa chỉ cửa hàng tôi rất rõ, quý khách hàng có thể đến tận nơi nếu ở gần, hoặc là có thể đặt hàng trên mạng thì cửa hàng tôi sẽ liên hệ cũng như là sẽ gửi hàng đến cho các bác. Đây là thông tin địa chỉ cửa hàng Minh Audio Hà Đông, chuyên bán cung cấp những đồ âm thanh bãi, âm thanh Mỹ xịn của Nhật, của Mỹ, của châu Âu, hàng xịn, hoặc những sản phẩm mới sản xuất những năm gần đây. Tôi sẽ alo thử để các bác cùng xem cái chất lượng cái mic mà tôi muốn giới thiệu các bác. Đây là một cái mic của hãng Rear La Cảng. Đó. Cầm trên tay, cảm nhận cực kỳ chắc chắn, sắc nét, chi tiết rõ ràng, dây rất xịn sò, phải nói là dây chắc chắn, mềm mại. Mic này thì cả củ mic và dây thì nó dài tầm gần 5m, và trong một cái hộp cực kỳ sang trọng. Có mã là Rear La Cảng S300, SM300, và đang để một cái giá rất tốt là 1.250.000, như đang giảm giá còn 1.050.000, và tôi bao phí vận chuyển cho các bác nha. Bao phí vận chuyển cho các bác là 1.050.000 đến tận nơi, và sẽ nhờ qua dịch vụ Viettel hoặc là nhà xe khách thu hộ tiền. Là 1.050.000, tôi sẽ alo thử cũng như test sản phẩm để các bác nghe. Mic này chống hú rít cực kỳ tốt luôn. Tôi đang chĩa mic vào âm ly này, vào loa này. Đây các bác xem này. Hai đôi loa, tôi đang đấu vào một đôi loa lời và một đôi loa Audio Technica. Thấy tốt không các bác? Tôi sẽ alo này. Alo. Chất lượng cao các bác. Mic hát rất rõ, chống hú rít và tốt. Một sản phẩm cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Cửa hàng tôi thì là một cửa hàng âm thanh tuyển chọn, nên là luôn luôn muốn nhập về những cái sản phẩm mà tuyển chọn để phục vụ các bác, làm sao cho nó xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra. Alo, Minh Audio Hà Đông xin chào quý vị và các bạn. Quý vị có thể tham khảo vào kênh YouTube của Minh Audio Hà Đông. Có thể gõ số điện thoại như trên tấm biển màu đỏ kia. Ở trên YouTube thì sẽ ra những cái thông tin của địa chỉ cửa hàng tôi rất rõ. Ngoài những sản phẩm mic như thế này thì cửa hàng tôi còn kinh doanh rất nhiều mặt hàng như là loa âm ly nghe nhạc, loa âm ly karaoke, hàng chính hãng, hàng xịn, hàng bãi, zin xịn, tiêu chí hàng xịn đặt lên hàng đầu. Đây là lô mic Mỹ đầu lần thứ 2, thứ 3 tôi đã nhập về cửa hàng. Trước đây thì tôi bán mic BMB, cũng vẫn có mic đó, nhưng mic đó thì rẻ tiền hơn. Và độ xịn sò thì cái mic đó là rẻ bằng một nửa mic này, thì tất nhiên là chất lượng về độ xịn sò sản phẩm thì nó không thể bằng được mic này. Mic này có mã là Rear La Cảng SM300, sang trọng, bền bỉ. Cầm cái mic trên tay đã cực kỳ chắc chắn các bác nha. Cái dây nó cực kỳ sang trọng. Chút nữa tôi sẽ quay gần chi tiết để các bác cùng xem. Tôi mở thêm một cái hộp nữa để các bác có thể cảm nhận được em nó. Alo. Minh Nhau Đường Hà Đông xin chào các bác. Cái mic tôi đang thử là mic Rear La Cảng SM300. Giá đang giảm giá là 1.050.000. Hàng đấy là giao tận nơi cho các bác, là giá 1.050.000, bao tiền ship. Tôi chĩa mic vào loa âm ly karaoke. Các bác thấy nó kinh khủng không? Đây tôi sẽ vặn đi. Đây là đầu cắm mic, đầu 6 ly, và có cái vòng gen này để nó sẽ tránh cái việc là gập gãy sau này ở cái đầu. Rất sang trọng. Đây là dây. Dây đã tháo hẳn ra. Đó. Tôi sẽ tháo một cái hộp mic ra để các bác xem được ngay từ đầu. Đấy, một hộp này. SM300. Sang trọng chưa các bác? Cực kỳ sang trọng. Và xin nhắc lại các bác nha, trên thị trường cũng có mic nhái của hãng này, thì giá nó sẽ rẻ hơn, nhưng đồng thời thì chất lượng nó phải tương ứng. Nên là các bác nếu mà muốn mua hàng xịn thì nên là đi mua ở những cửa hàng uy tín, cửa hàng lớn. Như cửa hàng tôi cũng là một sự lựa chọn.
trên thị trường, trên YouTube hoặc là trên mạng thì cũng có rất nhiều nơi bán, thì các bác nên tìm hiểu những nơi mà có cái cửa hàng lớn uy tín. Đây là toàn bộ sản phẩm của em đó, SM300. Cái giấy này thì giấy theo cái hộp củ mic. Và ở đây nó có một cái ốc này, nếu các bác đút dây vào nó không vào được thì các bác tháo cái ốc này ra, xoay ra một chút thì để nó đút được cái đầu mic này vào. Tại sao có cái ốc này? Bởi vì cái ốc này là để nó hãm, nếu các bác xoay khít nó vào thì không rút được cái đầu này ra. Đây tôi thử cắm vào xem được không nhá. Đó, như cái này là đang vào được này. Nếu mà nó không vào được, các bác phải hãm cái này ra, xoay ra một chút thì nó sẽ vào được. Mục đích của cái ốc này là các bác xoay sâu vào thì nó sẽ hãm, không rút được cái dây ra. Nó làm tăng thêm một cái sự liên kết chắc chắn hơn. Mục đích của nó là như vậy. Vâng, xin cảm ơn. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì cứ để lại thông tin trên video sản phẩm thì tôi sẽ gửi đi cho các bác. Mic rear lạc đà, SM300. Các bác cứ nhớ là mic SM300 giá 1.050.000 tại cửa hàng Minh Audio Hà Đông, Hà Nội. Tại cửa hàng tôi có rất nhiều sản phẩm, các bác có thể đến tận nơi tham khảo hoặc là gõ thông tin số điện thoại trên YouTube, trên Google sẽ ra thông tin cửa hàng tôi, 0941 891 914. Rất nhiều sản phẩm loa nghe nhạc, loa karaoke, đồ âm thanh bãi tuyển chọn. Quý khách hàng có thể đến tận nơi tham khảo hoặc đặt hàng để gửi nhận được những sản phẩm chất lượng, sản phẩm tuyển chọn tại cửa hàng tôi. Xin cảm ơn.